trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với mạng lưới rộng khắp trên 63 tỉnh thành, BIDV tự hào là một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, đứng số 1 về quy mô hoạt động trong khối ngân hàng thương mại cổ phần. Với tâm thế khát khao được cống hiến, lan tỏa những giá trị thịnh vượng và nhân ái tới cộng đồng, BIDV xác định sứ mệnh của mình là mang lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội. Vươn cao, vươn xa cùng tầm nhìn chiến lược và động lực mạnh mẽ, BIDV hướng tới vị thế trở thành ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, top 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á vào năm 2030. Trong giai đoạn 2020-2025, BIDV tập trung tăng trưởng bền vững trên cơ sở chuyển đổi sang mô hình kinh doanh dựa vào ít vốn. 1. Nâng cao năng lực tài chính. 2. Hiệu quả hoạt động bền vững trên cơ sở nâng cao chất lượng tài sản, cơ cấu lại nguồn thu, nâng dần tỷ trọng thu nhập phi tín dụng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tài chính, bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng. 3. Cơ cấu nền khách hàng, chuyển dịch tích cực, duy trì vị thế ngân hàng đứng đầu Việt Nam về thị phần trong phân khúc khách hàng bán lẻ và SME. 4. Quản trị điều hành minh bạch, hiệu quả, theo thông lệ, phấn đấu niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài. 5. Là ngân hàng đi đầu về công nghệ thông tin và ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam. 6. Đội ngũ nhân sự chất lượng cao, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, học hỏi, sáng tạo, trách nhiệm xã hội. Đảm bảo tăng trưởng ổn định về tổng tài sản, dư nợ tín dụng và lợi nhuận, cải thiện cơ cấu hoạt động kinh doanh, đứng đầu về thị phần bán lẻ và thị phần SME. Đảm bảo hoạt động an toàn và bền vững, nâng cao tỷ trọng các hoạt động phi tín dụng. Các chỉ tiêu bao gồm: tăng trưởng tổng tài sản đạt trên 11% một năm, tăng trưởng huy động vốn đạt 13% một năm, tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 12% một năm, dư nợ tín dụng bán lẻ lớn hơn hoặc bằng 42% tổng dư nợ, huy động vốn bán lẻ lớn hơn hoặc bằng 54% tổng huy động vốn, tỷ lệ an toàn vốn đảm bảo tuân thủ quy định của ngân hàng nhà nước, tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động nhỏ hơn hoặc bằng 85%, tỷ trọng thu dịch vụ dòng trên tổng thu nhập đến năm 2025 đạt lớn hơn hoặc bằng 12%. Là một tập thể luôn vững vàng hướng về phía trước, với đội ngũ lãnh đạo bản lĩnh, quyết liệt, với những tập thể đoàn kết một lòng và những cá nhân đam mê cống hiến, BIDV sẽ thực hiện được thành công các mục tiêu định hướng chiến lược giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến 2030, trở thành một ngân hàng vững mạnh hàng đầu trong khu vực và châu Á. BIDV chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công.